Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt tại là xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giới thiệu đến quý cô chú anh chị một cái bất động sản là một cái vườn đang trồng mít. Đấy, người ta nói là cái gì, nhà anh trồng mít Thái đó quý anh chị. Thì ở đây có một cái vườn mít cho quý anh chị luôn ha. Thì quý anh chị nào mà thích trồng cây, trồng ca này kia nọ thì ở đây chúng ta có mít sẵn, thì về có thể trồng thêm những cái cây khác ha. Đấy, thì bất động sản của chúng ta sẽ nằm trên cái con đường đất này. Đấy, và hiện tại thì đã có cái hàng rào xung quanh rồi. Đấy, bên đây thì được cái vườn mãng cầu rất là tươi tốt, nhưng mà bên đây là của người ta, không có bán, người ta chỉ bán bên đây là cái vườn mít nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì diện tích á là 20 mét ngang và dài là 50. Thì ở đây đã có cắm cái trụ này quý anh chị. Thì ở đây còn một lô duy nhất nha, một cái lô. Đó. Đây từ cái trụ đôi nó chúng ta kéo dài lên đó. Thì phía trước á nó sẽ có một cái trụ cho quý cô chú anh chị ở phía trước ha. Đấy. Và chúng ta cái trụ ra nó sẽ được kéo dài qua phía bên đây. Để xác định đến móc cho nó chiều dài mỗi lô đất. Đây, ở đây chúng ta sẽ có một cái cặp trụ đôi ở đây nữa. Đó. Thì hiện tại là em Hậu bán chỉ còn một lô một duy nhất nha quý anh chị. Đấy. Và quý anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản này á, thì hãy nhanh tay nhấc máy ngay, gọi ngay cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại 0839 666 736 ha. Và cái bất động sản của chúng ta là đã có sổ riêng rồi nha quý anh chị. Đấy. Thì quý anh chị nào mà yêu thích á, thì chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh, thì sau đó chúng ta có thể là tiến hành cọc hoặc công chứng bất kỳ lúc nào cũng được. Đấy. Thì cái bất động sản này nó cách bến xe An Sương khoảng là 105 cây, và từ đây mà đến thị trấn Tân Châu á, là khoảng 6 cây số. Còn quý cô chú anh chị nào mà đi về hướng chùa Tòa Thánh á, thì đâu đó nó khoảng là 28 cây. Đó. Thì để mà thuận tiện thì quý cô chú anh chị nào mà có dự định đi xem thì có thể alo trước cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc là 0961 555 455 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị một cách tốt nhất, có thể gửi những thông tin cho quý anh chị để tham khảo trước. Thì từ đây cái con đường đất này cho tới cái con đường nhựa phía ngoài á là nó khoảng là 100 mét nha quý anh chị. Này, từ đây tới phía ngoài sẽ có một con đường nhựa là 100 mét. Đó. Thì quý cô chú anh chị nào cái đường này chúng ta đi xe ô tô cũng vô tư nha. Đấy. Thì sau đây em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này nha. Ở đây chúng ta sẽ có là thửa đất là 355 tờ bản đồ số 40 nè. Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Và tổng diện tích là 1.047,1 m². Và đất đây là đất trồng cây lâu năm. Đó, còn là đất trồng cây lâu năm nha quý anh chị. Thì những cô chú anh chị nào mà người Sài Gòn này kia nọ thì chúng ta mua bán rất là dễ dàng, không cần phải xác nhận giấy tờ như là những cái loại đất khác như là đất lúa hay đất khác nha. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là con đường đất phía trước nè, ngang 20 và dài 52 nè, một cạnh là 52,28 và một cạnh là 52,42, phía sau cũng là 20, đầu đất vuông dứt và đất quay về hướng là đông bắc nha quý cô chú anh chị. Đó. Đây, đất cây lâu năm. Đó. Thì vừa rồi quý anh chị mình cũng đã xem qua cái cuốn sổ đất mà em Hậu gửi đến. Thì với cái mức giá mà chị chủ mong muốn gửi đến quý cô chú anh chị là 1.130.000.000. Thì với mức giá là 1.130.000.000 thì quý cô chú anh chị có thể sở hữu được một bất động sản ngang 25 và ngang 20, dài là 52. Đó, nằm trên cái con đường đất. Đó. Và thuộc là xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đấy, thì cần chần chờ gì nữa mà hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay cho em Hậu hoặc là kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc là 0961 555 455. Thì đừng quên hãy cho em Hậu
cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để cho bạn bè anh chị hoặc là anh chị có thể nhận được những video sớm nhất từ kênh mua bán nhà đất Tây Ninh để có thể là cập nhật những sản phẩm có thể phù hợp với anh chị hoặc cũng có thể là đầu tư được rất là tốt. Đấy. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán ký gửi bất động sản, nhận quay video tìm đất tại Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Thì quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm bất động sản, ký gửi bất động sản thì có thể nhấc máy gọi ngay cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để được em Hậu hỗ trợ một cách tốt nhất nha. Và sau đây thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị theo chân em Hậu chúng ta đi ra cái đường nhựa phía ngoài và đi một vòng xung quanh để xem cái lượng dân cư và đường xá ở đây như thế nào nha. Xin mời quý anh chị. Đây là cái con đường nhựa, nó liền ra đường DT785 về hướng thị trấn Tân Châu cũng như là về thành phố Tây Ninh. Đường thì rộng rãi, ô tô đi thoải mái nha quý anh chị. Khu vực này thì dân cư cũng rất là đông, nhà ai cũng là vài chục mét ngang nha quý anh chị. Thì em Hậu xin nhắc lại là cái bất động sản của chúng ta là có chiều ngang là 20m, dài 52m, hơn 1.000m2 và nằm trên cái con đường đất, có mức giá là 1.130.000.000 nha quý anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào quan tâm đến bất động sản thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc là 0961 555 455 nha. Thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây là hết. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.